Ui trời ơi em Nam. Mẹ à, mẹ em Nam hơi tái nhở. Em Nam có vẻ trông hơi tái nhở. Ờ, cái gì đấy? Cái gì đấy? Thật à? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cả... Bảo giá nick cao thủ à? Không, Minh ơi, không bán nick. Tí nữa gì vào rank rank để đánh cho anh em xem bây giờ đây. Anh em cứ kêu bán thôi. Con cua rồi giảm giảm kinh nghiệm đấy, ăn thế mà không lên 4. Hello Tú nha. Đánh cùng anh Duy để cho anh Duy đánh mọi người ạ. Dù mình hơi tạ thì thôi nhưng mà anh Duy làm được mà. Có luôn cho bạn luôn đi chứ. Hello Minh Nhiệt lên. Hello bạn. Mà nó khỏe quá anh em ơi, bắn vào đầu nó mà nó cứ trả ra vào đầu thế này cũng khó. Nick Home bán cho em ok à? Ok. Duy à, Duy đang đua với một bạn gọi là fan fan của Duy ấy, anh em. Bạn ấy nhắn tin là Duy muốn đua với Duy á. Mà trước Duy hứa bạn là hôm nay thực hiện lời hứa bạn ấy luôn. Fan cứng luôn anh ạ, à. Em là fan cứng của anh mà. Ôi, chính xác nhận em với nhà anh Duy gần nhau phết anh ạ. Nhà em ở đâu? Em mà ngay bên đội cấn thôi. Vãi cả lìn tận đội cấn mà kêu gần nhà anh Duy khó luôn đấy chứ. Nick kia bị hack à? Không bị hack anh em ơi, không bị hack nha. Tí nữa Duy lại đánh rank này tiếp cho anh em xem. Bắn đi Nam ơi. Kêu tiền rồi. Châu thế. Ui, có 6 trước cả em luôn. Ui em ơi, ui anh với. Em bắn vào luôn anh ơi. Ui anh với. Đây rồi, lộn. Lộn nó. I'm coming. À mà chờ. Không cứ làm gì ông người. Cái thằng này nó còn lắm. Phải cả lìn không chết à. We shared the same home, but not the same body. Thoải mái. Anh Duy lo hết. Thôi xong em rồi. Ui trời ơi em Nam. Mẹ à mẹ em Nam hơi tái nhở. Em Nam có vẻ trông hơi tái nhở. Ờ, cái gì đấy? Cái gì đấy? Thật à? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cả thằng ôn con này. Sao? Hả? Cái gì? Uầy. Cái gì? Anh với! Chuyện của anh ơi, tại mày nó cắn em thì em không đỡ luôn được anh ạ. Uầy. Khỏe như con chó vậy. Bên em để đánh đây. Khỏe quá. Ủa anh đánh một tấn đam vào đầu nó không ăn thua nhở. Nó có búa rìu rồi em. À trâu quá. Thầy ơi. Duy đánh chiến đấy. Anh Nam bắt giờ anh phải kiểu như là ăn trộm chính tiền của mình làm ra chưa? Cái gì cơ? Ăn trộm chính tiền? Không. Nhà anh là lắp nhà mà lại ăn trộm tiền. Tiền là anh Duy giữ. Thoải mái cho anh Duy. Mình là cái nóc nhà đúng không anh? Mình là cái nóc mà. Chuẩn. Ôi mà chó ơi. Quay. Ôi chiến nhỉ. À, Duy là thật mà anh em, Duy là thật mà anh em. Như cái tầm Duy ngày xưa lấy vợ sớm là khổ mà. Duy cũng phải cày cuốc bao năm rồi mới được như này đấy chứ. Nó cả một quá trình anh nhỉ? Cả một quá trình đấy.
mà lấy vợ để chụp giống như một cái bàn. Cái tầm này Duy ổn định rồi, nếu mà Duy cưới vợ là Trang, chị Trang còn sướng hơn bây giờ nhiều. Mẹ cái thằng chó nó làm loạn à? Không biết ai với ai à? À chó ơi. Chó. Mày né. Đúng rồi. Lão mày luôn. Ôi, làm được anh gì? Thoải mái cho anh đi. Là hay luôn anh, là hay luôn anh. À, thằng này hỏng luôn đấy chứ. Ai 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 ai. Cứ làm cái gì? Cứ làm cái gì thì lại cũng bao giờ nói thật sự luôn đấy chứ. Ra lại. Em để cho tốt này nhỉ. Ui. Ai à? Ai muốn biết được tâm thư để gửi cho anh đi đọc thì cứ follow mình đi, mình sẽ chỉ cho mấy anh em cách viết tâm thư. Anh Duy chỉ như anh Duy đọc được luôn. Anh Duy thân thiện mà. Cái gì? Sao ấy? Ui. Né chứ rồi. Đúng lúc có rở ác thật. À, rờ và lát đúng lúc có rờ, kháng luôn cái rờ của mình. À. Hay em Nam ơi. Độ. Em bảo nó còn không đau anh ạ. Yếu quá, em bảo yếu quá. Ra bà đòn đi, ra bà đòn đi. Ra đòn đi, chúng nó yếu hết rồi em ơi. Nó chỉ cho nhìn như này. Hay nha. Ui, mày quanh Duy em có cái ấy, cho thủy thủ. Thoải mái. Thằng Nasus này. Má còn Nasus lên cái bố chiến khỏe nhỉ anh em nhỉ. Mỗi anh em tớ xin một like một share nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Anh em để lại Duy xin một like một share nhá anh em. Có xem Nam luôn mọi người. Ơ chưa hôm nay anh không like đúng không anh? Ờ chưa like. Ấy. Mình đánh cùng anh Duy mọi người ạ. Hôm nào em viết tâm thư Duy cho em chơi cùng à? Ok đấy anh nhá, ok thoải mái. căn bản là thằng Nam này. Nó cũng khá đặc biệt đấy, kiểu nó viết Duy nó hơi dài. Lại còn thấy nó cũng bảo nó đang làm stream thì thôi. Hứa em nó chơi với nó 1-2 game, 2-3 game gì đấy. Anh Duy tình cảm mà mọi người. Nói chung là mấy anh em streamer thì giúp được nhau cái gì thì giúp thôi. Còn mấy anh em stream mới stream nữa. Facebook bị lag à? Ờ chắc là tối nay Facebook lag anh em ạ. Mấy anh em cứ lag. Em cũng bị lag anh ạ. Facebook hôm nay lúc cả chiều em lót mãi mới được vào vào game mà. Facebook cũng lag luôn. Ác level 30 sao có 200 tinh hoa lam, anh biết đâu. Cái nick đấy anh thấy tự nhiên là có này anh mua đấy. Chứ anh có biết tại sao là có đâu. À, team mình khỏe quá anh ạ. Trời ơi. Thiếu cả anh Duy vẫn đánh được luôn mà. Ma tìm mình khỏe quá rồi. Thôi game mới anh em ơi. Game mới Nam ơi. Vâng, ok anh. Hàng vương mà, mình là hàng vương của bạn.
Anh Duy đánh quả này còng lưng luôn đấy. Yo.